Rồi, hôm nay chúng ta sẽ tới với nhận định thị trường phiên ngày 11 tháng 4 năm 2024. Thì như các bạn đã thấy thì thanh khoản nó bắt đầu cạn dần và cái giá của nó bắt đầu đi ngang. Thì mình nghĩ rằng đây là một cái vùng tích lũy đẹp để mà tiếp tục nó sẽ xuyên phá vùng 1.300 và nó vươn lên 1.500 hoặc là 1.800. Nếu mà nói là thị trường ngày mai tăng hay giảm thì mình chắc chắn không biết, nhưng mà theo mình khẳng định trong năm 2024 này thị trường chắc chắn sẽ tăng. Và còn một cái nữa, mình sẽ khuyến nghị cho các bạn một cái cổ phiếu mà mình tin chắc rằng trong năm 2024 này cái mức độ tăng giá của nó còn hơn cái cổ phiếu của Techcombank. Đây là cổ phiếu của OCB, và các bạn thấy là quý 1 năm 2024 thì cái lợi nhuận của nó là đang dương 44% ha. So với Techcombank thì cái lợi nhuận của Techcombank chỉ tăng có 12%, nhưng mà giá cổ phiếu của Techcombank nó đã nhân đôi rồi, còn OCB thì nó vẫn đang tích lũy đi ngang trong một quý vừa qua. Và mình tin chắc rằng là cổ phiếu OCB nó sắp tăng giá rồi các bạn à. Tại vì theo cái FA á, theo cái phân tích cơ bản á, thì cái OCB này nó đang định giá BGB chỉ bằng 1,1 lần thôi, trong khi các ngân hàng khác nó đều gần chạm đến mốc là 1,5 rồi. Và cái TA á, thì các bạn sẽ thấy rằng á, là cái lượng mà thanh khoản của OCB nó cũng đã cạn dần và cái giá của nó cũng đã tích lũy đi ngang. Và chính vì vậy á, mà mình tin chắc rằng á, giá cổ phiếu OCB trong thời gian tới nó sẽ tăng rất là mạnh. Và chúng ta đang ở một cái thời kỳ là lãi suất huy động giảm và bắt đầu là neo ở một cái vùng thấp, nên là mình tin chắc rằng trong thời gian tới các chi phí của ngành ngân hàng nó sẽ giảm mạnh và cùng lúc đó thì lợi nhuận của nó sẽ tăng. Và như các bạn đã thấy là quý 1 năm 2024 này các ngân hàng nó sẽ lợi nhuận tăng trưởng rất là cao với một cái vùng nền thấp của năm 2023. Và cuối cùng đây là cái tín dụng huy động của ngành ngân hàng, và đặc biệt là đây là biểu đồ của OCB. Và các bạn thấy khi mà bạn huy động càng nhiều thì bạn sẽ cho vay càng nhiều, từ đó bạn sẽ thu về lợi nhuận càng nhiều và giá trị sổ sách của bạn sẽ tăng cao. Và mình cũng kỳ vọng là OCB ít nhất trong năm 2024 này nó sẽ tăng giá là khoảng 20% nha các bạn. Do là trên TikTok video thời lượng nó ngắn nên là mình không thể cung cấp nhiều thông tin giá trị gửi đến các bạn. Trên kênh YouTube này mình có làm những cái video về các mã cổ phiếu và mình tin chắc rằng những cái video đó sẽ mang đến nhiều thông tin bổ ích đến cho các bạn. Ngoài ra, nếu mà bạn chưa có một cái phương pháp triết lý đầu tư riêng mình, mong rằng là bạn hãy vào kênh Zalo này, anh em mình sẽ cùng nhau đàm đạo về cổ phiếu và biết đâu anh em chúng ta sẽ hợp với nhau và đi chung đường dài với nhau. Cuối cùng thì nếu mà thấy video của mình có được, mong rằng bạn hãy thả một cái trái tim cho mình. Mình chia sẻ với các bạn là miễn phí, mà mình mong là các bạn like lại cho mình miễn phí. Chúng ta không ai nợ gì nhau.